Đứng ở góc độ là cách tiếp cận Phật giáo nhé, thì Phật giáo không chủ trương là có tuổi hợp với tuổi xung đâu. Thực tế là ông bà ta ngày xưa cái việc xem ấy nó không kỹ càng như bây giờ, thậm chí là cũng không xem đâu. Nhưng mà bao giờ cũng rất là an lành, hạnh phúc, trăm năm, con cái là gia giáo nề nếp tốt đẹp. Vì vậy á, là phải khẳng định là Đạo Phật không hề chủ trương cái chuyện là hợp tuổi hay là xung tuổi. Mà quan trọng nhất là các bạn phải tìm hiểu cho nhau thật kỹ nha. Đó, khi bạn vừa nói nó chỉ cần là hai bạn là hợp nhau là tốt, đúng như thế. Thế thì về cơ bản là theo thầy thì trước khi mà chính thức đi đến quyết định là hôn nhân á, thì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Thứ nhất là người đối tác của mình ấy có nhân cách thế nào, đạo đức ra sao, phẩm hạnh thế nào. Thứ hai là cái trình độ học vấn, sở thích và những cái tính cách khác. Ở đây thì thầy nói trình độ học vấn ấy không hàm ý là bằng cấp cao hay thấp, mà cái trình độ học vấn đây ấy là nó nằm ở chỗ là mình đã chịu học hỏi thế nào bằng nhiều kênh khác nhau, và cách ứng xử của mình, nhận thức của mình để có những cái hành vi, những cái ứng xử thật là phù hợp, thật là tinh tế trong cuộc sống, đấy mới là học vấn. Và cái sở thích cũng cũng là một điều cũng phải để ý nhé. Rồi là các cái tính cách khác, nó cũng có thể là nếu mình hiểu, mình lựa và mình chấp nhận được thì nó sẽ làm cho cuộc sống thêm ấm áp và nó tăng trưởng được nhiều điều tốt đẹp. Còn nếu mình cảm thấy không thể nào mà hoan hỉ được cho nhau thì cũng phải tính trước. Cái ý thứ ba là mình phải tìm hiểu về về hoàn cảnh gia đình, về truyền thống gia đình, có nề nếp gia giáo. Khi mình đã tìm hiểu kỹ ba yếu tố này, mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ bắt đầu mới chính thức quyết định. Mà đã làm như thế rồi ấy, thì các bạn sẽ yên tâm là tốt đẹp và không cần phải xem tuổi hợp hay tuổi xung. Để cuộc sống nó được tốt đẹp và hôn nhân nó sẽ bền bỉ thì chúng ta cũng phải có một cái cách nào đó để mình duy trì được cái sự tốt đẹp ấy, và nên dựa vào các phương pháp mà Phật đã hướng dẫn để cho mình có thể là làm chủ được tương đối những cái cảm xúc và những cái hành vi của mình để cuộc sống nó được hướng thiện và nó chuẩn mực. Có như vậy thì hai bên mới mãi mãi là những đối tác rất là tôn trọng của nhau, thân thiện của nhau và giúp đỡ xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, góp phần là xây dựng quê hương đất nước.